Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu các bạn tham gia một dự án có tên là Saycoin. Mình sẽ nhận được 10 đô token có hiệu là BKFSVC nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click trong link mô tả dưới video, mở cái link tờ Twitter của các bạn ra nha các bạn. Nhưng điều đầu tiên các bạn vào đây cũng follow nữa nè. Thì airdrop này nó chỉ dành cho 10.000 winner tham gia đầu tiên nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tờ quýt nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tờ quýt lại nè. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái link phong này nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn tham gia follow một dự án trên Telegram, Instagram đó nè. Các bạn copy cái này nè mà. Ôi. Say coi. Sorry các bạn copy cái này nữa nè các bạn. Say coi mắt kép. Các bạn mở tờ Twitter mình ra mình follow thêm thêm nha các bạn. Các bạn vào một tìm kiếm nè. Các bạn dán cái đó vào nè. Rồi các bạn theo dõi luôn nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục thì các bạn say coi. Ok mình say coi. Các bạn copy cộng mũi xin em say coi này tiếp tục nè các bạn. Follow Instagram. Rồi các bạn mở Instagram ra nha các bạn. Instagram. Rồi các bạn cũng dán vào một tìm kiếm nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Xcoin nè. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Rồi sau đó các bạn chơi vào cái link phong đi các bạn. Rồi sau đó tiếp tục các bạn xôn xào qua list của nó nè các bạn. Các bạn nhấp vào link này nè. Rồi vào đây thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào thôi nha các bạn. Rồi bạn bấm vào subscribe nè các bạn. Sau khi các bạn subscribe các bạn chụp màn hình để giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi bạn xôn xào kênh Telegram nhóm chat nữa nè. Xôn xào nha các bạn. Rồi các bạn gọi cấp cha nè. Cấp cha 4 nhân này mấy ta? Cấp cha khác đây. Rồi cấp cha là 54578. Rồi bạn gỡ nha các bạn. Rồi ok, còn mình đứt xuống mình coi vô anh chưa các bạn. Rồi như vậy là các bạn đã xôn xào gấp nha các bạn. User verify rồi, ok à. Rồi bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Ủa, username tại Twitter của mình nha các bạn. Sorry. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn thì đã xôn xào gấp. Thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng. Vào setting. Copy username mình. Rồi, các bạn trở về dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Instagram mình nha các bạn. Thôi đi các bạn copy username mình chỗ này đi các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn trở về link phong nãy nha các bạn. Rồi các bạn dán cái Instagram mình, username Instagram mình vô đây nè. Các bạn thêm mật khẩu đầu tiên nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã join vào wallet nè. Rồi tiếp tục các bạn gỡ lên một bức ảnh các bạn đã chụp màn hình hồi nãy nè các bạn. Tạp. Rồi bấm chọn. Rồi bấm tải lên nha các bạn. Sau đó nó hỏi các bạn đã theo dõi Instagram gì nào thì bạn bấm vào dòng đầu tiên các bạn. Rồi bạn bấm tiếp nè. Smart contract symbol token. Rồi các bạn bấm Z nha bạn. Rồi bạn bấm tiếp nha bạn. Tiếp tục thì bạn điền địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Collect mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ví nha. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Sau đó bấm gỡ ra xong nha các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình này góp
nhận 10 đô token BKFXVXC đến đây mới thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.